Hello, Kỳ xin chào tất cả các chị em đang xem video nha. Những chị em nào mà yêu thích Kiều thì các chị em mình nhớ đăng ký kênh YouTube của Kiều nha. Và hôm nay ngay trong video này, Kiều sẽ giới thiệu cho các chị em mình một cái sản phẩm, đó là vừa giúp cho chị em của mình vừa hồng với lại là vừa khít hơn nè. Đặc biệt là nó sẽ điều trị viêm nhiễm khí hừ huyết trắng rất là tốt luôn. Đó là cái lọ Lady Care của Linh Hương, và đặc biệt là Kiều chỉ có cung cấp hàng chính hãng thôi, cho nên khi các chị em mình dùng cái sản phẩm này là Kiều đảm bảo ở cả nhà dùng cực kỳ thích ngay lần đầu tiên luôn. Đặc biệt là những chị em nào mình vừa kính mà có bị hôi nè, hoặc là mình bị thâm nè đó, và mình còn bị rộng ra hơn nữa, thì mình nhớ dùng ngay cái em Lady Care này. Và một lọ các chị em mình dùng đến 7 tháng mới hết nha, 7 tháng mới hết lần. Và ở đây một lọ Lady Care của Linh Hương là lọ này được chiết xuất từ tinh dầu lá trầu không nè, hoa cúc la mã cũng như vàng lô hội nha các bạn. Thì sản phẩm này chính hãng bên Kiều thì sẽ có kèm một cái tem chìm như thế này nha các bạn. Và tem chìm này sẽ có bốn thông số. Thông số thứ nhất đó là ngày sản xuất, sau đó là số lô và một cái mã để bảo hành cho các bạn. Khi mà các bạn mua hàng bên Kiều bị kích ứng là sẽ được đổi trả hoàn toàn. Và ở trong video này các bạn mua hàng thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc mặt nạ xanh của Linh Hương trị giá 100 nghìn nữa. Cho nên các bạn mình muốn mua hàng, các bạn có thể Zalo với Kiều là 0977 để số 1748, hoặc là các bạn đặt ngay trên website linhhương.net.vn để được sở hữu ngay một serum dưỡng vùng kính làm hồng và se khít nha các bạn. Hello, xin chào các bạn.